bảo một tuần người ta bảo từ thứ hai đến thứ sáu người ta bắt hết, thì các anh chị bảo thế thì tôi xin gặp anh là gì, sáng thứ bảy 9 giờ sáng thứ bảy tức là ngày nghỉ đúng không, hoặc nếu thứ bảy người ta vẫn đi làm tôi gặp vào sáng chủ nhật đó, tức là người ta không thể chối cãi được. Chúng ta đưa vào những cái ngày nghỉ, giờ nghỉ mà giờ bắt buộc phải nghỉ, ví dụ người nghỉ trưa, người ăn cơm đúng không, hoặc giờ nghỉ cuối tuần, ngày lễ, ngày Tết, không thể chối cãi được. Thế thì khi mà mình đưa ra những cái yêu cầu đó thì buộc người ta sẽ phải chấp nhận một cái ngày nào đó, hoặc đề xuất một cái ngày nào đó để người ta gặp được mình. Các anh chị xem, có thể xem cái slide tôi giới thiệu các anh chị thì nó có một số cái giả định trong cuộc gọi điện thoại. Đấy. Chào anh chị, anh không phải là anh Thuật ở đây. Đấy. Xong tiếp theo là anh chị không cần phải họ trả lời, lưu ý là không đặt ra trả lời, chỉ cần họ thôi. Bởi vì chúng ta phải phán đoán, bởi vì chúng ta gọi đúng cái số di động đó đúng không? Khi người ta tức là có thể người ta đang suy nghĩ xem là gì, đây có phải chủ nợ đi đòi không? Nếu mà chủ nợ đi đòi thì phải chối ngay, không phải tôi là tên là Thuật mà tôi là tên là người khác. Đấy, đấy là người ta đang cách tính suy nghĩ để từ chối. Thế mình là gì? Mình không cần trả lời, mình thấy là mình có thể đoán ngay đúng người đó rồi đúng không? Mình tôi nói luôn là tôi là đại diện công ty luật Đông Nam Á, tôi liên hệ với anh chị để xử lý khoản nợ của công ty này. Chào.